bị bể bánh xe rồi. Vũ ơi, Vũ. Vũ ơi. Vũ ơi, Vũ. Ơi. Vũ. Con cần gì? Để lát rồi Vũ mang thức ăn sáng lên cho con nha. Dạ, Khanh tới chưa Vũ? Chưa. Chắc bữa nay cô ấy bận chuyện gì đó. Con cần gì không? Để Vũ làm cho ha. Thôi thôi thôi, không cần đâu. Vũ đi xuống dưới đi. Thì đi đi. Sao giờ này còn chưa tới nữa? Có ai nhà không mà? Vũ ơi, Vũ, Vũ ơi, có chuyện gì vậy em? Chị thấy Nhan Khanh tới chưa? Chưa, em cần gì chị giúp cho. Thôi không cần đâu, chị đi xuống dưới đi, cũng chả giúp được gì hết á. Cái thằng này. Đi đi. Xong rồi em. Dạ. Bao nhiêu tiền vậy anh? 5.000 em ơi. Dạ cho em rồi. Cảm ơn. Em cảm ơn anh. Bây giờ cô mới tới hả? Cô làm việc kiểu gì vậy? Cô ra mà coi đồng hồ có mấy giờ rồi? Nhiệm vụ của cô là tới đây chăm sóc cho người bệnh, mà cô đi làm tùy hứng, muốn đi thì đi, muốn tới thì tới, đúng là vô trách nhiệm mà. Tôi xin lỗi. Dạ. Tại sao mình lại cư xử tệ đến vậy? Còn lại bị cậu Đức Trọng la nữa phải không? Không biết sáng nay sao mà cậu Đức Trọng cứ cằn nhằn cứ nhử hoài à. Mấy lần hỏi con đâu, ai hỏi cái gì cũng không chịu nói, mà cứ khăng khăng đòi con tới làm việc à. Nhã Khanh nè, hình như là Vũ thấy cậu Đức Trọng trông con quá cho nên đỡ quạo vậy thôi. Ủa, mà rồi sao con đi làm trễ quá vậy? Con bị bể bánh xe, con cũng nóng lòng lắm chứ bộ. Phải dẫn bộ mấy cây số mới tìm được chỗ giá xe. Giá xe xong con đạp muốn tắt hơi mới tới kịp giờ này đó Vũ. Vậy mà hả? Chưa hỏi trước sau gì hết đã mắng cho con một trận rồi, còn nói con là đi làm không đúng giờ, muốn làm giờ nào thì làm. Người gì đâu nhỏ nhen, ích kỷ, bảo thủ, khó ưa. Con đừng có nghĩ vậy, chắc tại cậu Đức Trọng ở trong con quá cho nên nó nổi điên vậy thôi, không có gì đâu. Mà Vũ nè, con mà có quyền á, con đánh cho anh ta một trận á, để cho anh ta bỏ cái thói hay là mắng người khác vô lý đó Vũ. Thôi làm việc đi. Hai đứa này thiệt là lạ.
Con ăn sáng giờ chưa? Để Vũ kêu Nhã Khanh đem lên cho con nha. Nhã Khanh đâu rồi Vũ? À, cô ấy đang giặt đồ ở dưới đó, vừa làm vừa khóc á. Sao khóc? Ai làm gì cô ấy khóc? Cũng tại con hết trơn á. Sao tại con? Con chưa có hỏi đầu đuôi gì hết trơn á. Con mắng người ta tới tấp như vậy. Con biết Nhã Khanh nó bị bể bánh xe, nó phải dặn bộ cả cây số lận đó mới giá được bánh xe. Rồi nó đạp hết hơi á, nó mới chạy tới đây. Tới đây rồi mà ông chủ không cảm thông gì hết trơn á, trời ơi, vậy mà mắng xối xả vào mặt người ta. Vũ thấy con cư xử như vậy là quá đáng á Đức Trọng à. Con xin lỗi Vũ. Mai mốt con sẽ không hậu độ vậy nữa. Cái người mà con cần xin lỗi á là Nhã Khanh chứ không phải Vũ đâu. Thôi, để Vũ xuống kêu Nhã Khanh mang thức ăn lên cho con. Mời cậu chủ ăn sáng. Cô đã hứa với tôi rồi mà, không được gọi hai tiếng cậu chủ nữa, như vậy nghe khó chịu lắm. Nhã Khanh. Dạ. Cho tôi xin lỗi nha. Cho tôi xin lỗi đi. Cô chưa bỏ qua cho tôi hả? Cô mắng tôi là người cố chấp khó chịu, thì cô hãy thể hiện mình là người khoan dung đi. Ai đời để cho người ngồi trên xe lăn vậy? Đi năn nỉ mình, đúng không? Thôi cho tôi xin lỗi đi. Tại vì tôi hồ đồ quá, tôi nói bậy. Tôi xin lỗi nha. Xin lỗi mà. Nè, cô lấy tay nè, cô đánh đi. Đó, đánh đi. Còn hơn là cô cứ giận vậy hoài, tôi khó chịu lắm. Nhã Khanh cười rồi, vậy là hết giận rồi nha. Mà cô cười á, trong mặt cô xinh ghê. Còn cô không cười á, nhưng mà cô gì nè, ghê lắm. Còn anh, lúc cái mặt anh quạo á, nhìn cũng đáng ghét lắm chứ bộ. Bộ đáng ghét lắm hả? Bình hoa đẹp quá. Cảm ơn anh. Chị Đức Hiền á, chị học một khóa cắm hoa rồi mà không có đẹp vậy đâu, không có khéo như Nhã Khanh. Ủa mà sao anh thấy Nhã Khanh á thích trang trí bình pha lê quá vậy em? Từ nhỏ tôi thích ngắm mấy bình pha lê lắm. Mỗi lần mà ba mẹ cho tôi tiền á là tôi để dành mua nhiều thật nhiều bình pha lê để tha hồ mà ngắm luôn. Ủa mà bình pha lê mắc lắm hả? Thì bởi vậy tôi đâu bao giờ có đủ tiền mua đâu. Nhưng mà Nhã Khanh chưa trả lời cho tôi biết là tại sao Nhã Khanh lại thích bình pha lê. Tại có lần tôi nghe mẹ tôi nói á, mấy bình pha lê nhìn bề ngoài thì rất mong manh, nhưng mà nó không có dễ vỡ đâu. Bởi vậy tôi rất là thích mấy bình pha lê. Ồ, thì ra là vậy. Nhã Khanh ơi, Nhã Khanh ơi, Vũ nè, con cần lấy gì không? Vũ lấy cho con ha. Ủa con kêu Nhã Khanh mà, đâu kêu Vũ đâu. Nhã Khanh hồi nãy nó thấy con ngủ say quá, nó xin phép ra ngoài một chút. Nó sắp về rồi đó con. Bây giờ con cần gì Vũ lấy cho. Tôi còn không cần gì đâu. Vũ đi xuống dưới đi. Khi nào Nhã Khanh về, nói cô ấy lên đây gặp con. Vậy Vũ đi xuống ha. Nãy giờ cô đi đâu vậy? Thức dậy nãy giờ không thấy cô. Cô có biết tôi cần cô lắm không? Tôi xin lỗi. Tại hồi nãy tôi thấy anh ngủ say, tôi đi ra ngoài có một chút à. Tôi chỉ đi đúng 15 phút, tôi đâu có ngờ anh thức sớm như vậy.
Giờ anh có cần tôi làm gì không? Tôi làm liền. Bộ cô giận tôi hả? Cho tôi xin lỗi nha. Tại thức dậy mà không thấy cô, tôi... Anh đâu có lỗi gì đâu mà xin. Tôi chỉ là người ở thôi mà. Anh muốn mắng chửi lúc nào thì anh chửi. Cho tôi xin lỗi đi. Hay là cô mắng tôi đi. Cô mắng sao cũng được hết á. Cô đánh tôi cũng được nữa. Miễn sao cô đừng khóc là được rồi. Cô khóc tôi đau lòng lắm đó. Cô mời đi xuống dưới hả? Tôi đi xe lăn xuống dưới luôn đó. Cho tôi xin lỗi đi. Từ đây về sau tôi hứa sẽ không làm vậy nữa. Còn nếu như tôi còn tái phạm hả, tôi sẽ đi xe lăn suốt đời. Anh đừng có nói bậy như vậy. Vậy nha Khanh, đừng buồn tôi nữa nha. Tôi đâu có dám giận anh đâu. Vậy thì nha Khanh cười lên đi. Cười lên tôi mới tin. Trời ơi, cười gì kỳ vậy? Giống khi ăn ngớt vậy đó. Đó, cười vậy mới đẹp. Vậy là hết giận tôi rồi nha.